chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Thưa quý vị, khi chúng ta thực hiện tất cả những món ăn ở trong gian bếp của chúng tôi thì sẽ có nguyên vật liệu mà quý vị dường như chúng ta thấy là không thể thiếu, đúng không ạ? Tại vì nó cung cấp rất là nhiều chất đạm và đôi khi nó cũng là một cái điều gì đó làm cho mình cảm thấy băn khoăn là không biết rằng là mình sẽ chế biến như thế nào để cho nó ngon nhất. Rất là quen thuộc đây, quý vị thấy không ạ? Đậu hũ. Và trong chương trình ngày hôm nay, với đậu hũ này chúng ta lại tiếp tục chế biến món ăn gì đây? Hãy cùng tiếp tục theo dõi quý vị nhé. Dạ, con chào cô Doãn Cẩm Vân ạ. Con thấy đậu hũ rồi. Hôm nay với đậu hũ thì chúng ta không chiên, chúng ta không xào, chúng ta không kho, mà chúng ta lại nấu canh. Và món canh hôm nay của chúng ta là món canh khoai môn đậu hũ. Sao con thấy lúc đầu con đưa đậu hũ cô đây, cô kìa. Sao thế ạ? Phải thở như thế này thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng các bạn đang theo dõi chương trình chắc cũng lại hơi ngao ngán. Trời ơi, đậu hũ nữa. Và tôi cũng giúp các bạn thở dùm, nhưng mà một sự thở ra rất là khoan khoái, bởi vì thực chất tôi đang chuẩn bị gửi đến các bạn một món canh rất ngon. Để thực hiện được món canh khoai môn đậu hũ, chúng ta cần các nguyên vật liệu như sau: 300g khoai môn cao, 20 miếng đậu hũ bi, 1 ít waro bằm, rau ngò om, ngò gai, gia vị đi kèm gồm nước mắm, đường và hạt nêm. Trước hết, đối với lại khoai môn cao thì các bạn có thể mua và tùy theo ý mình muốn củ to hay bé. Tuy nhiên, khi mua các bạn lưu ý cách chọn, bởi vì ở hai đầu của củ khoai môn nó rất là dễ bị hư. Cho nên khi mua các bạn nhớ lấy tay bấm vào hai đầu. Nếu chỉ cảm thấy một đầu nó có độ mềm, tức là nó hơi nhũn thì các bạn đừng mua. Bởi vì chính cái mềm đó nó sẽ bị ăn sâu vào bên trong thịt của cái củ khoai môn. Cho nên khi mua là nhớ như vậy. Và khi mua về để tránh không bị ngứa tay thì các bạn sẽ rửa cái vỏ khoai môn trước. Tức là chúng ta sẽ cho vào dưới vòi nước, dùng cái bàn chải sạch và cọ xung quanh cho đến khi cái vỏ khoai nó không còn bám đất nữa thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu gọt. Và khi gọt xong rồi thì củ khoai lúc nào cũng khô như thế này. Khi có khoai môn đã gọt rồi thì chúng ta sẽ cắt khúc. Các bạn sẽ cắt thành từng khối vuông nhỏ tương đương với lại miếng đậu hũ. Khoai môn này chúng ta có thể làm được nhiều món lắm. Thứ nhất là bánh, thứ hai là chè. Thứ ba nếu mà các bạn nấu xôi cũng rất là ngon. Con thích ăn khoai này chiên á. Đúng rồi, chấm khoai này bơ chiên. Đậu ngon lắm rồi. Đúng rồi, món này mà chiên thì rất là đặc biệt. Ở một số các nhà hàng chay đấy, thì người ta có cái món này, người ta cắt thành từng thanh bằng ngón tay á. Rồi người ta chiên vàng, xong rồi chấm với lại bơ lạt, đường. Bơ đường, đậu phộng. Đúng rồi, bơ đậu phộng. Ngò om và ngò gai chúng ta không cắt nhuyễn, chúng ta chỉ cắt khúc thôi. Bây giờ đến phần chúng ta nấu nồi canh này. Các bạn cũng biết rằng nấu canh thì rất là nhanh. Thường thì bao giờ trong bữa cơm khi chuẩn bị thì chúng ta cũng chuẩn bị nồi canh sau cùng. Bây giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ xào đậu hũ. Trong khi chuẩn bị chảo để xào đậu hũ, tôi nấu nước sôi sẵn để lát nữa mình nấu canh cho nhanh. Rồi, bây giờ trước hết mình sẽ xào ba rô cho thơm. Đậu hũ là khi mình nấu canh là mình phải chiên trước hả cô? Tùy. Tức là cho món canh này thì mình sẽ phải chiên trước khi mà mình xào. Còn thí dụ canh mà mình nấu với lại hẹ hoặc là rong biển thì mình sẽ để đậu hũ trắng. Gia vị đi kèm sẽ gồm có nước mắm. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít nước mắm, hạt nêm và không cho đường vội. Rồi nhờ Thảo Nguyên đảo dùm. Bây giờ khi đảo thì chúng ta sẽ đảo
để cho cái phần này nó bám gia vị. Sau đấy chúng ta sẽ tắt ngay bếp. Bây giờ nước trong nồi đã sôi, tôi sẽ cho phần đậu hũ đã xào để cho vào đây. Cái phần khoai này mình có chiên không ạ? À, khoai thì mình không chiên. Cô ạ, đối với món ăn mà được làm từ khoai môn á, thì chúng ta cũng nhận nhiều câu hỏi lắm. Và câu hỏi chung rằng là khi nào chúng ta nấu mình chiên khoai môn, khi nào mình không chiên. À, nếu nấu canh bình thường thì chúng ta không có chiên. Còn nếu chúng ta nấu cà ri thì phải chiên. Chỉ có đơn giản có vậy thôi. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta cho đậu hũ vào và đậu hũ đã sôi như thế này này, các bạn nhìn thấy nước trong nồi đã sôi, thì tôi cho khoai môn vào, khoai môn cao vào đây. Thời gian nấu tùy theo cái củ khoai ấy, nó mềm nhanh hay lâu. Nhưng mà thông thường thì nấu chừng khoảng 15 phút. Tối đa là 15 phút là khoai đã mềm. Bởi vì các bạn biết rằng nếu các bạn nấu mềm quá, phần khoai này nhão thì sẽ không ngon. Bây giờ tôi sẽ cho tiếp tục gia vị lần thứ nhì. Gia vị lần thứ nhất là tôi chỉ có xào cái phần đậu hũ mà thôi. Thì bây giờ tôi sẽ cho vào đây phần, mình sẽ cho gia vị vừa đủ ăn. Và bây giờ mình mới cho đường. Dạ cô, con cũng hơi thắc mắc là có nhiều anh chị đi trước nấu ăn thì nói rằng là khi mà mình nấu canh mình không nên cho nước mắm vào, nó sẽ bị chua. Thì nhưng mà con thấy cô cho vào con cũng không có hiểu lắm, cô giải thích. Mình vẫn cho bình thường. Tức là một là mình cho ngay từ đầu, hai là mình không cho. Còn nếu như các bạn nấu xong rồi các bạn mới cho nước mắm thì sẽ bị chua. À dạ. Tức là khi mà các bạn tắt bếp rồi các bạn mới cho nước mắm thì cái nước mắm nó sẽ bị chua. Tức là gần như là nước mắm không được nấu chín. Dạ. Đó. Bây giờ thì canh đã chín. Sau 15 phút thì các bạn thấy rằng nồi canh nấu rất là nhanh. Thì bây giờ nhờ Thảo Nguyên thử một chút xíu phần nước thôi. Thật ra thì nó chỉ là một cái nồi canh rất là bình thường, nấu với đậu hũ và khoai môn. Đặc trưng của mùi khoai môn. Dạ. Dạ, vừa rồi cô ạ. Vừa rồi, phòng nào. Và các bạn thấy rằng cái mùi khoai môn nó sẽ rất là thơm. Rồi cộng với lại cái vị béo của đậu hũ nữa. Và ăn món canh này thì chúng ta sẽ đi kèm với rau ngò gai và ngò om. Vào những ngày mà trời lạnh đấy cô ạ, mà mình thưởng thức một tô canh nóng á, làm cho mình rất là ấm lòng. Và cái đặc trưng của món canh này là chúng ta có thể ăn nóng hay ăn nguội đều rất là ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rắc lên đây một ít ngò om và ngò gai. Các bạn thân mến, tôi nghĩ rằng với một tô canh đơn giản như thế này, chúng ta có thể dùng với cơm hoặc là chúng ta không thích ăn cơm, chúng ta có thể nấu một nồi canh và ở nhà mỗi người dùng một tô nhỏ nhỏ thế này cũng rất là thú vị. Mong rằng các bạn sẽ rất thích thú với món canh rất đơn giản của chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.